Dạ. Dạ, cảm ơn Phong Đàm, cảm ơn Chức Thành Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thăm Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Madrid từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Và cảm ơn Châu Khoan. Hôm nay thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà công tri ân sư. Phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng, bài 41, kinh Sarayaka. Dạ, con xin sám hối. Bài 41, kinh Sarayaka, Sarayaka Sutta. 42, kinh Vairañjaka, Vairañjaka Sutta. Phân đoạn từ 188 đến 191 sẽ được Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích Đinh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự viên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi,
biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên ra vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Từ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn Cứu Thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 41, kinh Sa Lây Giá Cá. Sa Lây Giá Cá Suốt Tá. 42, kinh Quê Ranh Giá Cá. Quê Ranh Giá Cá Suốt Tá, phân đoạn 188 đến 191. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, có hai bài kinh là bài kinh 41, 42. Bài kinh 41 Sa Lây Giá Cá Suốt Tá là bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết cho dân chúng xứ Sa La, và bài kinh 42 là bài kinh Quê Ranh Giá Cá. Đức Phật ngài thuyết cho dân chúng xứ Quê Ranh Giá Cá. Xứ Sa La là một vị nằm ở trong Kosala, và cái xứ Quê Ranh Giá Cá là một trấn gần Kosambi. Cả hai bài kinh này được đặt tên theo nhóm thính chúng Phật thoại ở hai xứ. Hai bài kinh này tuy duyên sự ở hai địa điểm và thời điểm khác nhau, nhưng mà nội dung bài pháp giống nhau, nên chúng ta gom chung lại thành một bài giảng. Ở trong bài kinh này, vì là những cư sĩ và lão môn ở tại Sa Lây Giá Cá, ở tại Sa La và Quê Ranh Giá Cá, khi họ hỏi Đức Phật một câu hỏi rất đơn giản: do nhân gì duyên gì mà chúng sanh sanh xuống địa ngục, do nhân gì duyên gì mà chúng sanh được sanh về cõi trời, dựa vào cái câu hỏi đó Đức Phật ngài đã trả lời. Ở đây là ngài nói đến thập thiện nghiệp và thập ác nghiệp. Ở đây có hai từ mà vị giảng sư cũng nên chú ý, đó là cái chữ Athamacharya là phi pháp hành, và Vispacharya là bất chánh hành. Và chúng ta gọi
Nếu là thân hành đó, thì chúng ta gọi là thân hành phi pháp bất chánh, khẩu hành phi pháp bất chánh, ý hành phi pháp bất chánh. Cho nên cái chữ Atthamma và cái chữ Wisamma chúng ta phải hiểu về. Cái chữ Atthamma ở đây đó, thì chữ phi pháp thì chúng ta dễ hiểu rồi. Còn cái chữ Wisamma đó, một con đường mà gồ ghề không có bằng phẳng thì gọi là Wisamo Maggo, con đường gồ ghề không có bằng phẳng. Nhưng mà từ Wisamma mà xài trong cái nghĩa bốc thì đó là nó không có ngay thẳng, không phải là thiện pháp, nó không phải là chân chánh, tiện viện gọi là bất chánh. Thì đó là một vài điều mà tôi xin chia sẻ với đại đức giảng sư trong cái lời dẫn nhập. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh, Quang Hỷ đọc cho chánh kinh, trên phần của bài học với những cái lời giới thiệu phân đoạn. Và ở đây chúng ta chỉ đọc một bài kinh, đó là cái bài kinh mà Đức Phật thuyết cho các dân chúng xứ Sa La. Chúng ta phải hiểu ở trong cái bài kinh Viranyaka cũng có nội dung tương tự như vậy. Nhưng mà nếu vị giảng sư, nếu đại đức Pháp Tính có xem qua cái bài kinh thứ hai về cái duyên sự, thì chúng ta cũng giới thiệu luôn. Bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con hành kính lãnh lễ tri ân Ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con tri ân sư. Dạ, con xin Phật đọc phần chánh văn. Bài 41, Kinh Sa Lây Giá Cá, Sa Lây Giá Cá Suốt Tá. 42, Kinh Vê Ranh Giá Cá, Vê Ranh Giá Cá Suốt Tá. Sa Lây Giá Cá có nghĩa là người xứ Sa La, một huyện nằm trong nước Cô Xá Lá. Dân làng này toàn người thuộc giai cấp Bà La Môn. Quê Ranh Chá Cá có nghĩa là người xứ Quê Ranh Chá, một trấn gần Cô Xâm Bi. Hai bài kinh này được đặt tên theo danh gọi nhóm thính chúng nghe pháp thoại. Tuy hai duyên sự ở hai địa điểm và thời điểm khác nhau, nhưng nội dung bài pháp giống nhau nên gom chung thành một bài giảng. 188. Câu hỏi về siêu đạo của chúng sanh. Những người Bà La Môn có tâm thành cầu học đạo lý đến gặp Đức Thế Tôn, xin được giảng dạy về sự tái sanh của chúng sanh sau khi chết. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Cô Xá Lá, Kiều Tất La, cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Cô Xá Lá tên là Sa La. Các gia chủ Bà La Môn Sa La nghe rằng người ta nói Sa Môn Gotama là thích tử xuất gia từ gia tộc Sát Giá, đang du hành trong nước Cô Xá Lá với đại chúng tỳ kheo. Dạ, con kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Đã đến Sa La, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn bậc A La Hán, chánh biến tri, minh hạnh túc,
hiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài, trời và người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiệt, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ sạch lành thai. Nếu được ý kiến một A-la-hán như vậy, rồi các gia chủ bà la môn ở Sa La đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số nói lên những lời chào đón, thân hữu xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số chắp tay vái Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số nói lên tên họ của mình trước mặt Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số giữ im lặng, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các gia chủ bà La Môn ở Sa La bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, do nhân duyên sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới đời này? Này các gia chủ, do nhân hành phi pháp, hành phi pháp chánh đạo. Này các gia chủ, mà như vậy ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo. Này các giới chủ, mà như vậy ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú thiên giới đời này. Chúng con không thể hiểu đầy đủ những gì trong giả Gotama thuyết một cách vắn tắt. Nếu không được giải thích rộng rãi, lành thai, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng con để chúng con có thể hiểu đầy đủ những gì Tôn giả Gotama thuyết một cách vắn tắt. Như vậy, này gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, xe ta sẽ giảng. Thưa vân, Tôn giả. 189. Những gì được gọi là phi pháp hành, phi chánh đạo, gồm có ba: thân ác hành, khẩu ác hành và ý ác hành. Kinh văn: Các vị gia chủ bà la môn ở Sa La vân đáp Thế Tôn: Thế Tôn nói như sau. Này các gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp, phi chánh đạo, có bốn loại khẩu hành phi pháp, phi chánh đạo, có ba loại ý hành phi pháp, phi chánh đạo. Này các gia chủ, thế nào là ba loại thân hành phi pháp, phi chánh đạo? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Người này lấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi không cho người ấy. Người ấy lấy trộm tài sản ấy. Người ấy sống tà hành đối với các dục lạc, giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh chị che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Như vậy, này các gia chủ, là ba loại thân hành phi pháp, phi chánh đạo. Này các gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành phi pháp, phi chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa quân tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi: Này người kia, hãy nói những gì ông biết. Dầu cho người ấy không biết, người ấy nói: Tôi biết.
Dầu cho người ấy biết, người ấy nói tôi không biết, hay dầu cho người ấy không thấy, người ấy nói tôi thấy, hay dầu cho người ấy thấy, người ấy nói tôi không thấy. Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyền lợi gì. Và người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này đến chỗ kia, nói dễ sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi dục những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. Và người ấy là người nói lời thô ác, bất cứ lời gì thô ác, tàn ác, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiền định. Người ấy nói những lời như vậy. Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói lời phi thời, nói những lời phi chân, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi lực, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. Như vậy, này các giáo chủ, có bốn loại khẩu hành: phi pháp, phi chánh đạo. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành phi pháp, phi chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng, ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Lại có người có tâm sân, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại. Tại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo như: không có bố thí, không có kết quả của bố thí, không có tế lễ, không có cúng dường, các hành vi thiện ác, không có kết quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh trong đời sống, không có các sa môn, bà la môn chân chính hành trì, chân chính thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. Như vậy, này các gia chủ, là ba ý hành phi pháp, phi chánh đạo. Như vậy, do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo, này các gia chủ, ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, bọ xứ, địa ngục. Những điểm cần nhớ: thân ác hành được giảng rõ, sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Khẩu ác hành được giảng rõ, nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói phù phiếm. Ý ác hành được giảng rõ: tham ác, sân ác, tà kiến ác. 190. Những gì được gọi là hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo đưa đến tái sanh vào cõi an lạc. Gồm có 3: thân thiện hành, 4: khẩu thiện hành và 3: ý thiện hành. Tổng cộng 10 thiện hành đối ngược với 10 ác hành nói trên. Kinh văn: này các gia chủ, có 3 loại thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo, có 4 loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo, có 3 loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 3 thân thiện hành. Này các gia chủ, thế nào là 3 loại thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm, biết tàm, quý, có lòng từ, sống, thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loại hữu tình. Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy không lấy trộm tài vật ấy. Từ bỏ sống theo tà hạnh đối với các dục, không giao cấu với các hạng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có
mẹ che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở. Đã có chồng được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được xuất bằng vòng hoa. Như vậy, này các gia chủ, là ba loại thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo, bốn khẩu thiện hành. Và này các gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa vương tộc, khi được dẫn ra làm chức và được nói: này người kia, hãy nói những gì ông biết. Nếu biết, người ấy nói tôi biết. Nếu không biết, người ấy nói tôi không biết. Hay nếu không thấy, người ấy nói tôi không thấy. Nếu thấy, người ấy nói tôi thấy. Như vậy, lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyền lợi gì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người khác, ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác. Những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, người ấy nói những lời như vậy. Từ bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm, nói đúng thời. Người ấy nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Như vậy, này các gia chủ, có bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Ba thiện, ba ý thiện hành. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại hành? Con xin đọc lại. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người không có tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, nghĩ rằng: ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Có người không có tâm sân, không có khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân. Người ấy có chánh kiến, không có tưởng điên đảo, có bố thí, có kết quả của bố thí, có tế lễ, có cúng dường. Các hành vi thiện ác có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các đời hóa sanh. Trong đời có các sa môn, bà la môn chân chánh, hành trì, chân chánh thành tựu. Sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và đời sau. Như vậy, này các gia chủ, có ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Như vậy, do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo. Này các gia chủ, ở đây một số loài hữu tình sau khi thân ngoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, đời này. Những điểm cần nhớ: thân thiện hành được giảng rõ, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, từ bỏ tà dâm. Khẩu thiện hành được giảng rõ, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời chia rẽ, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói phù phiếm. Ý thiện hành được giảng rõ, từ bỏ tham ác, từ bỏ sân ác, từ bỏ tà kiến ác. 191. Từ bỏ thập ác và tu thập thiện cũng cần thiết để sanh vào những cõi vui dục giới, cõi phạm thiên sắc giới, cõi phạm thiên vô sắc giới và chứng quả giải thoát niết bàn. Kinh văn. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo, mong ước
Ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, tôi được vào đại phú gia, vương tộc Sát Đế Lị. Sự kiện này xảy ra, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào đại phú gia, vương tộc Sát Đế Lị. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các giáo chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo, mong ước, ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, tôi được sanh vào đại phú gia Bà La Môn, vân vân. Đại phú gia, gia chủ, sự kiện này xảy ra, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào đại phú gia, gia chủ. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo, mong ước, ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, tôi được sanh thân hữu với chư thiên, tứ thiên vương, vân vân, với chư thiên cõi trời 33, vân vân, với chư thiên dạ ma, với chư thiên đau xuất đà, vân vân, với chư thiên hóa lạc, vân vân, với chư thiên tha hóa tự tại, vân vân, với chư thiên phạm chúng, vân vân, với chư thiên quan thiên, vân vân, với chư thiên thiểu quan thiên, vân vân, với chư thiên vô lượng quan thiên, vân vân, với chư thiên quan âm thiên, vân vân, với chư thiên tịnh thiên, vân vân, với chư thiên thiểu tịnh thiên, vân vân, với chư thiên vô lượng tịnh thiên, vân vân, với chư thiên biến tịnh thiên, vân vân, với chư thiên quảng quả thiên, vân vân, với chư thiên vô phiền thiên, vân vân, với chư thiên vô nghiệp thiên, vân vân, với chư thiên thiện hiện thiên, vân vân, với chư thiên kiến thiên, vân vân, với chư thiên sắc của cánh thiên, vân vân, với chư thiên hư không vô biên xứ, vân vân, với chư thiên thức vô biên xứ thiên, vân vân, với chư thiên vô sở hữu xứ thiên, vân vân, với chư thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Vì sao vậy? Vì ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo, mong ước, ôi, mong rằng với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thân trí ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Sự kiện này xảy ra, vị ấy với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thân trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Vì vậy, ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Khi nghe nói vậy, các gia chủ Bà La Môn ở Sa La bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai, tôn giả Gotama, thật vi diệu thai, tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, khơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày. Và nay chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng, nên cẩn thận. Nên hiểu như vậy, không có bất cứ ai được sanh vào những cõi vui dục giới, cõi phạm thiên sắc giới, cõi phạm thiên vô sắc giới, và chứng quả giải thoát niết bàn mà có thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý nghiệp ác. Cũng nên hiểu thêm, khi ba nghiệp hiền thiện giống như mảnh đất đã được dọn sạch sẵn sàng để gieo hạt giống lành, một hành trình viên mãn để sanh vào cõi an lạc thay chứng quả giải thoát cần cả ba yếu tố: không làm tất cả điều ác, huân tu thiện nghiệp, thanh lọc tâm ý. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và sa thú con kính nhân mít đến sư.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, là thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tề Quyền, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần dẫn nhập và phần đọc bản chánh kinh, thì hôm nay chúng ta có hai cái bài học. Nhưng mà thật sự ra nếu mà so cái chi pháp hay là trong cái phần đầu mà nói về nội dung, thì chúng ta thấy rằng điều giống nhau, nó chỉ có khác cái ở cái duyên sự là một bài kinh thì được thuyết ở cho những cái người ở xứ Sala, cũng là một cái vùng nằm ở trong cái nước Kosala. Còn một bài kinh kế nữa, bài kinh số 42 Wairanchaka, cũng có cái nội dung như vậy, nhưng mà được thuyết ở gần một cái trong một cái thị trấn Kosambi, quê Wairanchaka. Thì ở trong hai bài kinh này đó, thì chúng ta thấy rằng điều thiết cho những vị mà thuộc cái giai cấp Bà La Môn. Ở đây thì theo cái ý của chúng tôi đó, chúng tôi cũng thấy rằng nó giống giống cái cách Đức Phật trả lời, giống giống như là ở trong cái phần mà cái bài kinh mà tiểu nghiệp phân biệt của khi mà thanh niên con của ông Tô Đề Giá đó đến hỏi Đức Phật đó. Thì quý vị ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng thường thường những cái giai cấp Bà La Môn khi mà đi đến hỏi Đức Phật thì có một số người rất là ngã mạn, thành ra đó khi mà ở trong cái lúc mà hỏi đó, Đức Phật ngài không có giảng một cách chi tiết, không có giảng một cách chi tiết quý vị đó. Thì thí dụ như ở trong cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt đó, thì thanh niên con của ông Tô Đế Giá lợi trình bày với Đức Phật, con thấy rằng ở trong cái đời này tại sao mà có chúng sanh nhiều bệnh, có chúng sanh ít bệnh, rồi có chúng sanh có nhiều tài sản rồi ít tài sản, vân vân, cho đến nhiều trí tuệ và ít trí tuệ. Thì Đức Phật chỉ trả lời là nghiệp phân biệt, chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt. Thì lúc đó con của cái người thanh niên mà con của ông Tô Đề Giá hỏi bạch Đức Thế Tôn, đối với cái vấn đề mà con hỏi Đức Thế Tôn ấy, thì nó rất là nhiều, mà Đức Thế Tôn trả lời rất là ngắn, thành ra làm sao mà con hiểu được. Thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà nói như vậy đó, Đức Phật trả lời như vậy đó, thì để nhằm cái mục đích là ngã hạ cái sự ngã mạn của những cái vị mà ý mình là dòng dõi Bà La Môn, là nghĩ rằng mình là cái người mà học cao. Thì ở trong cái bài kinh này thì chúng tôi cũng bắt gặp cái điểm đó, có nghĩa là những cái người này, quý vị thấy rằng khi mà đi đến với Đức Phật đó, một số người cũng đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, rồi một số người cũng nói lên những cái lời chào đón thân hữu xã giao, rồi một số người cũng xưng tên của mình, rồi một số người cũng chắp tay để chào Đức Phật, rồi có một số người cũng giữ im lặng rồi ngồi đó nghe thôi. Thành ra đó, chúng tôi nghĩ rằng ngay cái chỗ này là do những người này, người ta nghĩ rằng là cái Bà La Môn của người ta đó, là hay hơn cái lời dạy của Đức Phật, thành ra họ mới không có chào hỏi, họ chỉ giữ im lặng rồi họ ngồi xuống ở một cái bên nào đó. Đó, thành ra đó, khi mà những cái vị này mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, do cái nhân duyên gì một số hữu tình sau khi thân quả mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục, vân vân. Thì lúc đó đó, Đức Thế Tôn là mới trả lời cho những cái người này nghe là: này các gia chủ, do cái nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo,
có nghĩa là hành sai cái con đường đó, đó thành ra những cái loài hữu tình đó phải sanh xuống khổ cảnh. Rồi do cái nhân mà hành đúng pháp, đi theo đúng cái con đường chánh đạo, thành ra những cái chúng sanh đó sau khi thân ngoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới ở trong cái cõi đời này đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp này đó, Đức Phật trả lời như vậy đó, thì những cái vị Bà La Môn này đó là thấy rằng là mình không hiểu, không ăn được rồi. Thành ra mới bạch Đức Thế Tôn, chúng con không thể hiểu được đầy đủ những gì mà tôn giả Gotama thuyết một cách vắn tắt như vậy. Mong tôn giả Gotama giải thích một cách rộng rãi. Nó, chứ nếu mà thuyết mà vắn tắt này đó thì coi như là con không hiểu được. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái đầu đề đó, ở trong cái đầu cái bài kinh này đó, thì nó đã làm cho chúng ta có một cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái cách dạy người của Đức Phật rất là nhanh chóng quý vị. Chỉ cần một câu thôi, chỉ cần một câu trả lời như vậy thôi, thì những người này không còn nghĩ rằng là mình là cái người mà giỏi nhất ở trong thiên hạ. Nó thành ra chỉ cần một câu trả lời của Đức Phật thôi. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật đây cái chỗ này nè mới là làm cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật có từ bi với tất cả chúng sanh. Quý vị thấy rằng dù cho những cái chúng sanh này là giai cấp Bà La Môn hay là giai cấp gì cũng vậy, nhưng mà khi mà thỉnh rồi đó, thì Đức Phật nói này các gia chủ hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng dạy cho các ngươi đó. Thì quý vị thấy ở trong cái phần đầu không đó, thật sự ra đó, khi mà chúng tôi đọc ở trong phần đầu không á, chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ. Cái cách mà dạy người của Đức Phật coi như là lúc đầu dạy như vậy, rồi những cái chúng sanh này biết rằng mình không hiểu rồi thì hỏi Đức Phật, thì lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật ngài giảng giải một cách rõ ràng đàng hoàng, chứ không phải là giống như là những cái người giống như là quý vị thấy rằng có nhiều khi quý vị thấy rằng mình lúc trước mà mình đọc ở trong những câu chuyện Tàu đó, rồi có những người mà người ta đi đến cầu đạo rồi phải coi như là quỳ ở ngoài cái núi tiết trong cái mùa mà lạnh giá, rồi có những người có những cái câu chuyện mà chúng tôi nghe người ta đi cầu đạo đó, rồi người ta phải cũng như là chặt tay cũng như là tỏ lòng thành kính vân vân. Quý vị thấy Đức Phật không có, Đức Phật không có cái điều này đó. Những cái gì mà đem đến cái lợi ích, những cái lời dạy của Đức Phật mà làm cho chúng sanh đó tránh đi được những cái con đường tội lỗi, Đức Phật thấy đúng thờ thì Đức Phật sẽ thuyết giảng. Những cái gì mà làm cho những cái chúng sanh đó thanh tịnh hóa được những cái phiền não, hoặc là đi theo đúng cái con đường chánh đạo, thì lúc đó Đức Phật cảm thấy hợp thờ là Đức Phật dạy. Thành ra chúng tôi cũng mong rằng là đối với chúng ta đó, thì chúng ta học ở trong cái phần đầu bài kinh này đó, là chúng ta cũng có một cái điều mà để chúng ta học theo những cái bậc thánh nhân, hoặc là như là ở trong cái trường hợp này đầu tiên của Đức Phật. Chứ chúng ta thấy rằng có những cái chi pháp khác đó, cái người mà biết pháp mà không chia sẻ cho người khác là chúng ta là cũng là bỏng sẻn về cái gì quý vị, bỏng sẻn về pháp đó. Bây giờ thì tiếp theo thì Đức Phật giảng giải rộng rãi cho những cái vị Bà La Môn này nghe. Đức Phật nói là này các gia chủ, là do có ba loại thân hành phi pháp phi chánh đạo, bốn loại khẩu hành phi pháp phi chánh đạo, và ba cái loại ý hành phi pháp phi chánh đạo đó. Thì quý vị thấy rằng vậy thì có thể là chúng ta nói một cách cho dễ hiểu là thập ác nghiệp, do cái thập ác nghiệp này thành ra đó, làm cho những cái chúng sanh nào mà tạo thập ác nghiệp bị
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào đọ xứ có ngã địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula đó, sanh xuống khổ cảnh, đó là do thập ác nghiệp này. Quý vị thấy rằng vậy thì ở đây đó chúng tôi muốn nói ra cái điều này. Thật sự ra đó thì đối với thập ác nghiệp này đó, thì chúng ta biết rồi, thân sát sanh nè, rồi trộm cắp nè, rồi tà dâm nè, rồi khẩu nói dối nè, rồi nói nói đâm thập, nói chia rẽ, rồi nói đâm thập, xin lỗi, nói lời ác độc và nói lời vô ích, đó là bốn cái khẩu hành bất thiện, rồi với ý tham tham ác nè, rồi sân ác nè, rồi tà kiến ác, thì cái này là thập ác nghiệp. Thì chúng tôi nghĩ rằng thập ác nghiệp này thì chúng ta biết rồi, chúng ta biết rồi, đối với những người mà người ta sát sanh với một cái tâm mà tàn nhẫn, đã thương từ người cho đến những cái loài vật vân vân, hoặc là những cái người mà người ta trộm cắp hoặc là tà dâm đó, thì những cái điều này đó thì được gom chung vào thân ác hành. Rồi đối với khẩu thì nói dối, nói chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời nhảm nhí. Đối với ý thì tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì những cái điều này chúng ta được nghe lặp đi lặp lại rất là nhiều. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn triển khai một cái điều này, tại sao mà chúng sanh có những cái tư tưởng mà phạm vào thập ác nghiệp, thì là do đâu quý vị? Là do cái đời sống phóng dật, một cái đời sống phóng dật, hoặc là do vì tham quá độ. Vì tham quá độ thì chúng ta thấy rằng, cũng như ở trong Pháp Cú Kinh đó, quý vị thấy rằng có một cái câu chuyện mà nói về nàng Sundari đó, thì quý vị thấy rằng là lúc đó cái nhóm ngoại đạo đó, cái nhóm ngoại đạo đó, nhìn thấy lợi lộc khi mà những cái người cư sĩ ở trong thành Sawatthi đi đến cúng dường cho Đức Phật với tăng chúng nhiều. Thành ra cái nhóm ngoại đạo này quý vị thấy rằng lúc đó mới bài mưu lập kế, bài mưu lập kế đến chi quý vị, để mà kêu một cái nữ đệ tử của mình làm bôi danh dự của Đức Phật và tăng chúng. Bài lập ra một cái kế, quý vị biết rằng là những cái kế rất là thâm độc, rất là thâm sâu, rất là thâm độc quý vị. Một cái người mà người ta đã theo làm đệ tử của mình, mà mình kêu người ta đi làm những cái chuyện xấu, rồi sau đó đó, rồi mình giết luôn người ta, sau đó mình giết luôn người ta. Thành ra quý vị thấy rằng, ở trên cái thật sự ra đó, đối với cái điều mà thập ác nghiệp đó, thì mình biết rằng là những cái điều đó là thập ác nghiệp rồi. Nhưng mà ở đây là tại sao mà mình làm cái điều đó, tại sao mình làm cái điều đó quý vị? Là cũng do cái ham danh, ham lợi, ham về cái danh tiếng, ham về cái địa vị, hoặc là ham về cái vật chất. Nó thành ra quý vị thấy rằng cái nhóm ngoại đạo này đó, khi mà ham như vậy đó, rồi đối với một cái người mà đệ tử ruột của mình, đệ tử ruột của mình rất là nghe lời của mình, mà cuối cùng kêu người ta đi làm chuyện xấu, rồi sau đó đó rồi thủ tiêu người ta luôn, giết người ta luôn. Cái đó thì ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này để cho chúng ta biết rằng là do thường thường nếu mà mình mà có suy nghĩ đến, khi mà chúng ta mà suy nghĩ đến cái hậu quả, cái hậu quả của những cái chuyện mà bất thiện đó đó, thì chúng ta sẽ sợ và chúng ta sẽ ngăn trừ được. Còn khi nào mà chúng ta không có suy nghĩ đến cái hậu quả, mà lúc đó chúng ta chỉ suy nghĩ làm sao mà mình kiếm được, mình tìm được cái danh tiếng, hoặc là mình tìm được cái địa vị, hoặc là mình tìm được cái lợi lộc, thì quý vị thấy rằng càng ngày mình càng dấn sâu vào ở trong những cái bùn nhơ của tội lỗi đó. Cái điều này thành ra quý vị biết không, thật sự ra khi mà chúng tôi vào ở trong đạo này đó, chúng tôi tu tập đó,
Chúng tôi hồi lúc trước chúng tôi nghe đó, có những người người ta nói rằng là mình, nếu mà mình muốn làm đạo đó, mình phải tìm những cái cuốn mà đối nhân xử thế. Đối nhân xử thế thì mình phải đọc ở mấy cái cuốn đó đó, thì sau này mình làm đạo đó mình mới có cái kiến thức nhiều. Nhưng mà quý vị biết đó, khi mà chúng tôi đọc vài trang rồi đó, thì chúng tôi so lại với cái lời của Đức Phật dạy, so lại cái lời của Đức Phật dạy, chúng tôi nói không được. Chúng tôi nói những cái cuốn này không được rồi. Những cái cuốn này đó, nó giống như là con dao hai lưỡi. Đối nhân xử thế đó quý vị, nó giống như là con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta mà đọc cái cuốn đó đó, mà chúng ta là một cái người mà hiền thiện, chúng ta là một cái người hiền thiện, thì chúng ta sẽ dùng cái cuốn đó theo một cái cách hiền thiện. Còn nếu mà chúng ta đó mà nó sẵn có những cái mầm mống nó xấu ở trong tâm của mình rồi, có nghĩa là mình bị nhuộm màu ở những cái tham danh tham lợi quá đó, mà mình đã đọc vô cái cuốn này nữa rồi, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm quý vị. Thành ra đó, có nhiều khi đó, quý vị biết rằng đó, khi mà chúng tôi đọc cuốn đó rồi đó, chúng tôi so ra đó là nó khác xa với lời Đức Phật dạy. Thí dụ như Đức Phật dạy mà mình phải đối với mình muốn nhiếp phục chúng sanh, mình phải dùng tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là bố thí, rồi cái lời nó ái ngữ là lời nói dịu ngọt, rồi lợi hành đồng sự. Thì quý vị thấy rằng cái này á, Đức Phật dạy cho mình á, những cái pháp đó đó không phải là mình lấy lòng người ta. Thí dụ như bây giờ mình bố thí không phải là mình lấy lòng cái chúng sanh đó, mà mình bố thí để chi? Để mà mình tế độ cái người đó, cho cái người đó người ta nhìn, người ta biết rằng là tại sao ở trên cái đời này có những người người ta biết san sẻ tài sản, hoặc là tại sao ở trên những cái cõi đời này có những người người ta biết nói những cái lời dịu ngọt. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta làm theo cái lời của Đức Phật dạy đó, thì quý vị thấy đối với cái sự bố thí, hoặc là đối với những cái ái ngữ, hoặc là những cái lợi hành đồng sự gì cũng vậy hết đó, thì cũng nhằm cái mục đích là để mà nhiếp phục chúng sanh. Nhiếp phục ở đây á, là không phải mình làm cho chúng sanh nó sợ, mà mình làm cho chúng sanh đó là có cái sự mà hướng thiện, chứ không phải là mình lấy lòng quý vị. Thành ra quý vị biết á, đối với có những người á, mà khi mà người ta vào ở trong chùa, mà trong cái giai đoạn, trong cái thời gian đó, mà người ta làm giới tử đó, thì chúng tôi cũng nói, khi mà mình công quả đó, để mà mình khỏe đó, thì mình cứ dậy sớm mình làm công quả, chứ đừng bao giờ mà mình thấy rằng là có các vị lớn, có những cái vị lớn ở đó, rồi mình làm một cách cũng như là cật lực, rồi khi mà cái vị đó đó mà vừa đi khỏi cái chỗ đó, rồi mình quăng bỏ cái cuốc đi, mình không làm nữa, hoặc là mình quăng bỏ cái chổi đi, mà hãy mà mình thấy cái vị lớn mà người ta lỡ cái làm, mình làm bộ như là mình chụp cái cây chổi lên để mà mình quét, mình dọn, mình làm rất là xông xáo, thì những cái điều đó đó mình coi nó là nhỏ, nhưng mà nó sẽ bị cái người lớn người ta đánh giá, người ta đánh giá là mình không có chân thật, mình không phải là một cái người mà thật sự mà muốn tu tập, muốn cầu đạo đó. Thì quý vị thấy thường thường á, chúng tôi những cái người mà vào ở trong chùa đó, nếu mà chúng tôi mà hướng dẫn á, là chúng tôi luôn luôn nào chúng tôi cũng nhắc nhở đối với cái ngôi chùa này đó, thì không có, cũng như là không có cần thiết, không có cần thiết cái sự mà lấy lòng như vậy, không có cần thiết cái sự lấy lòng, mà chỉ cần thiết rằng là những người nào có niềm tin về nhân quả nghiệp báo, những người nào mà có cái sự chân thật, thật sự ra đó quý vị, đối với theo như chúng tôi nghĩ rằng á, những cái người mà người ta vô người ta tập sự để mà người ta tu tập á, thì những cái vị lớn á, người ta sẽ nhìn thấy cái người đó nếu mà có cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo, có cái sự chân thật, rồi có cái sự siêng năng, là chúng tôi nghĩ rằng là trong một thời gian ngắn, cái người giới tử đó sẽ được tu tập.
Còn bây giờ đó, nếu mà mình tính theo mà có những cái chỗ người ta quy định là cái người đó phải 3 năm mới được xuất gia, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà 3 năm mà mình không có cái tính chân thật á, hoặc là mình không có niềm tin về nhân quả đó, mà mình có những cái tính xấu đó đó, thì chúng tôi nghĩ rằng 3 năm đó đó khi mà mình xuất gia rồi á, thì nó cũng rất là uổng, nó không có bằng những người mà vài ba tháng mà người ta có những cái đức tính đó. Thì trở lại cái vấn đề đó, chúng tôi muốn ở trong cái phần cái bài kinh này đó, thì chúng tôi muốn trình bày rằng á, là quý vị thấy rằng là tại sao mà mình bị rơi vào đối với thân mà làm những cái nghiệp như là sát sanh, hoặc là cái thân của mình trộm cắp, hoặc là cái thân của mình mà phạm vào những cái tội tà dâm. Tại vì á, là do mình không lường trước được hậu quả, mình không lường trước được hậu quả. Cũng như cái câu chuyện mà hồi nãy chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, thì quý vị thấy rằng á, là đối với cái nhóm ngoại đạo đó, là tưởng là qua mặt được Đức Phật, tưởng qua mặt được Đức Vua, nhưng mà cuối cùng quý vị thấy á, là tất cả đều bị bắt hết, tất cả đều bị bắt và tất cả đều bị hình phạt hết. Thành ra đó, quý vị thấy rằng trước tiên á, là cái người này là coi như là không tàm không quý, người ta không có cái sự xấu hổ hoặc là cái sự mà ghê sợ về tội lỗi, thành ra người ta làm những cái điều đó. Rồi tiếp theo nữa là do bị danh lợi nó chi phối, thành ra người ta không có ngừng lại. Quý vị thấy rằng ở trong thời nay nè, quý vị thấy ở trong thời nay á, một cái thời đại mà nó bị đảo lộn rất là nhiều quý vị. Có những lúc đó chúng tôi coi tin tức á, quý vị biết rằng á, người ta nói, người ta đều tung tin ra hết, người ta nói rằng là bây giờ tất cả những cái nông sản, tất cả những cái nông sản mà mình đang dùng bây giờ, cà rốt rồi khoai tây rồi những cái nói chung là củ hành hoặc là bất cứ một cái nông sản gì, thì quý vị thấy rằng đều có chất bảo quản, người ta đều dùng cái chất bảo quản hết. Nhưng mà người ta không nghĩ rằng cái hậu quả đó là coi như là người nào là coi như là dùng, coi như là bây giờ đó là mình thấy rằng là tự cái người dân mình hại cái người dân mình, chứ không có ai hại đó đó. Nhưng mà cũng vì tại vì sao quý vị, cũng tại vì cái sự mà mưu sinh ở trong cái đời sống này, thành ra đó nhiều khi mà người ta bất chấp, mà trong đó đó có cái sự vô minh nữa quý vị. Chúng tôi coi những cái tin tức á, hỏi tại sao mà có những người thí dụ như là người ta trồng trọt rồi người ta dùng những cái thuốc tăng trưởng đồ này kia, thì người ta nói rằng thì tôi cái phần nào mà tôi bán thì tôi dùng cái thuốc tăng trưởng, còn cái phần nào mà tôi để tôi ăn thì tôi không dùng thuốc tăng trưởng đó. Thì quý vị thấy rằng cái người mà nhà vườn thì người ta có cái suy nghĩ như vậy. Rồi cái người mà thì rằng cái phần nào mà người ta nuôi để mà người ta bán thì người ta dùng cái thuốc tăng trưởng ở trong đó, còn cái phần nào mà người ta để người ta ăn thì người ta không có dùng cái thuốc tăng trưởng, người ta để lại người ta ăn. Thì quý vị thấy rằng nhà nào cũng vậy hết. Thành ra khi mà mình đem trao đổi với nhau, mình đem trao đổi với nhau, không lẽ bây giờ là cái người nuôi cá người ta ăn cá hoài, cái người mà người ta trồng trọt không lẽ người ta ăn những cái nông sản mà người ta trồng trọt hoài. Nó đều phải có những cái sự trao đổi quý vị. Thì cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì mọi người đều là hại nhau hết. Mà hại nhau này á, là quý vị thấy rằng là do đâu quý vị? Do người ta không cái hậu quả, người ta không mã. Thí dụ như mình ngày nay á, mình nghĩ đến hậu quả đó thì mình cảm thấy mình sợ. Thành ra quý vị biết ở trong cái thời gian này đó, nhiều khi ở chùa mà nấu những cái canh rau hoặc là những cái đồ này đồ kia đó thì cái quan hỷ, nhưng mà đừng nói là ăn chay, đừng nói là ăn chay. Bây giờ ăn cho đừng có đi vô bệnh viện ung bú mà nằm, ăn để đừng có leo lên bàn mổ mà nằm. Thì thật sự mình nói thẳng ra vậy đi, mình nói thẳng ra vậy nó sẽ dễ hiểu hơn, chứ không có cái sự mà chay mặn gì hết. Thời buổi này á, mà chúng tôi nghĩ là chay mặn là xưa rồi, ăn sao mà để đừng có lên bàn mổ thôi. Thành ra
Có nhiều khi á, thật sự ra đó, mình nói thẳng gì á, quý vị thấy rằng á, rất là dễ quán tưởng. Những người người ta hỏi sao mà chúng tôi ăn yến mạch đồ được hoài, ăn hoài mà không có thấy ngán. Chúng tôi nói không có ngán chứ sao ngán. Nhưng mà lúc nào mà chúng tôi ăn á, chúng tôi nghĩ rằng là ăn để mình né giảm bớt cái số lần mà lên bàn mổ thôi. Chứ thật sự ra nó có ngon gì đâu quý vị. Sao mà nó ngon được bằng những cái món kia. Đó thì trở lại cái bài học mà chúng ta đang học đó, thì quý vị thấy rằng mình không khéo thì mình sẽ rơi vào sát sanh bằng một cách trực tiếp hay là một cách gián tiếp. Là do đâu? Do mình không nghĩ đến cái hậu quả và do mình bị cái danh lợi nó chi phối, lợi lộc nó chi phối. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà không khéo thì mình rơi vào sát sanh, không khéo mình sẽ rơi vào trộm cắp, không khéo thì mình sẽ rơi vào tà dâm. Vậy thì ngược lại, nếu mà chúng ta muốn tránh được những cái nghiệp này thì chúng ta sẽ nghĩ đến những cái hậu quả, chúng ta sẽ nghĩ đến những cái hậu quả. Còn đối với cái người mà có học Phật đó, thì người ta nghĩ rằng là những cái lợi lộc hoặc là những cái địa vị, những lợi lộc, những cái địa vị á, thì nó cũng đều nằm ở trong cái sự vô thường thôi. Mai mốt này nó cũng phải thay đổi thôi. Hoặc là nhiều khi đó mình bước lên được cái chiếc ghế đó rồi, mình đạt được những cái lợi lộc đó nó đầy rồi, nhưng mà không đủ cái thời gian để mà mình ngồi ở trên cái chiếc ghế đó, không đủ cái thời gian để mà mình hưởng được những cái lợi lộc đó. Là tại sao? Là tại vì cái sự vô thường nó sẽ đến. Đó, quý vị thấy rằng ở trong mùa Covid đó, có những người rất là giàu có, rồi người ta bị vướng vào Covid, rồi xong rồi cuối cùng thì sao quý vị? Có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu tiền bạc đứng ở trên lầu quăng xuống, rồi chờ chết dần, chết mòn, chết dần, chết mòn. Thì những người mà người ta có quán xét như vậy đó, nói một cách mà cho dễ hiểu đó, mình quán xét như vậy đó, thì mình sẽ ngừng lại những cái chuyện mà sát sanh hoặc là trộm cắp hoặc là tà dâm. Để làm chi? Để mà mình lo hướng thiện, mình lo tu tập, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Rồi nói về đối với cái khẩu mà khẩu hành phi pháp, khẩu hành phi pháp, cái điều này đó nó rất là nhiều, nó rất là nhiều quý vị. Mà chúng tôi có nhiều khi chúng tôi bắt gặp, chúng tôi có nhiều lúc quý vị biết có những người là người ta cũng vì muốn mình được nổi tiếng, muốn mình được nổi tiếng, thành ra đó cái chuyện có đó thì mình nói không, cái chuyện không mà mình nói có. Cũng như quý vị biết có cái trường hợp chúng tôi có lần đó có người ta đến, người ta nói với chúng tôi là người ta có một cái vị thầy, một cái vị thầy của người ta đó nói rằng tối là thầy hành thiền đó, thầy thấy thầy bay từ cái núi này bay qua cái núi kia, thì thầy ngó xuống ở chính giữa hai cái núi thì thầy thấy những cái loài ngã quỷ nó kêu than, nó khóc la đồ này kia rất là nhiều, do nó phạm tội sát sanh, do nó phạm tội tà dâm. Thì quý vị biết không, khi mà những người đó người ta kể cho chúng tôi nghe, chúng tôi nói thôi bây giờ những cái chúng sanh nó khổ hay là những ai người ta thấy đó thì kể người ta, mình lo mà mình tu tập á, mà mình thấy mới hay, chứ mình nghe mà người ta kể lại là sư phụ thấy như vậy á là nó không hay. Giỏi á, mình tu tập làm sao mà cho mình thấy được vậy đó, mình thấy vậy đó mình mới ngon. Đó thì quý vị biết á, có những người đó đó, khi mà mình không chịu nghe người ta nói á, thì người ta sẽ coi như là giống như là người ta sẽ phản bác lại mình, người ta sẽ chỉ trích mình một cách rất là nặng quý vị. Đó, nhưng mà tại sao ở đây đó, ý của chúng tôi á, muốn nói là tại sao mà những cái người đó người ta lại phát ngôn ra những cái điều đó quý vị. Tại vì á, là do người ta muốn có những cái gia chủ làm đệ tử của người ta, hoặc là người ta do người ta muốn có cái danh tiếng ở trong cái xã hội này, thành ra người ta nói những cái điều đó. Chứ thật sự ra quý vị biết
đối với cái đời sống mà mình hành thiền, mình tu tập á, nội mà mình tu tập mà thí dụ như là quý vị thấy rằng á, cái tâm mình mà được an tịnh thôi, là cái tâm của mình yên tĩnh tí xíu thôi, mình nói ra là coi như là nó mất liền. À, mình khoe ra là nó mất liền, chứ đừng có nói mà mình bay từ núi này qua núi kia. Quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo nguyên thủy không có một cái vị sư nào mà dám nói lên cái điều đó. Không có một cái vị sư nào mà nói là tôi chứng thiền, hoặc là tôi là coi như là đêm là tôi hành thiền, là tôi bay, tôi nhập định, là tôi bay từ cái núi này bay qua cái núi kia, hoặc là không có ai mà xưng mình là thánh hết. Đó, thì quý vị thấy rằng thì mình coi ở trong kinh cũng vậy, đối với hoặc là cái luật của các cái vị tỳ khu cũng vậy, người nào nói ra những cái điều đó đó là coi như là bị phạm tội, không phạm tội nặng cũng phạm tội nhẹ. Đó, thì trở lại cái vấn đề mà chúng tôi đang trình bày đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là ở trong cái đời sống này đó, vì cái danh lợi nó chi phối, thành ra đó là có những người người ta có đó thì người ta nói không, không đó, thì người ta nói có. Rồi còn một cái trường hợp như vậy nữa, vì còn một cái trường hợp nữa, có những người là do cái tầm hiểu biết đó, họ cũng như là, nhưng mình phải nói rằng là giống như là bị si mê quá, bị si mê quá, mà không khéo những cái lời nói đó là tự nhiên nó mang quả vào thân quý vị, nó mang quả vào thân. Có những cái trường hợp đó chúng tôi gặp đó, thí dụ như là có những người ta nói thôi thôi nay trong cái mùa tháng 7 này thôi cũng ráng dành dụm chút xíu mua bao gạo đem lên cái chùa đó để cúng. Đó, thì quý vị thấy rằng cái người ngồi kế bên thôi đừng có cúng cho chùa đó nha, cái chùa đó giàu lắm nha, cái chùa đó là thấy là coi như là hàng năm là coi như là nước ngoài Việt kiều được về nhiều lắm đó. Nhưng mà thật sự ra nó, mình có biết cái chùa đó giàu không, mình có biết cái chùa đó giàu không, mà mình biết cái sự việc đó đó là nó đúng hay là nó sai, nó đúng hay là nó sai đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp này đó, nó là thuộc về si mê, nó thuộc về si mê, mà nó phạm vào cái gì quý vị, nó phạm vào cái khẩu nghiệp. Nó người ta muốn tạo phước, quý vị thấy rằng ở trong tăng chi Đức Phật dạy là những cái vị cũng những cái vị gia chủ đi đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chỗ nào cần bố thí. Quý vị thấy rằng Đức Phật không có trả lời cái chỗ nào hết á, không có trả lời là cái cô nhi viện hay là cái nhà thương hay là trại dưỡng lão gì hết. Đức Phật nói là tâm chỗ nào tâm quan hỷ, người ta hỏi chỗ nào cần bố thí, bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật trả lời chỗ nào tâm quan hỷ. Đó, thì vậy thì quý vị thấy như sao? Đó, thì tâm của người ta quan hỷ, người ta muốn làm ở trong tháng 7 này, không muốn làm ở tháng 8, không muốn làm ở tháng 10, không muốn làm ở tháng giêng, ta muốn làm tháng 7 này. Rồi quý vị cứ để cho người ta phát tâm người ta làm đó. Chứ bây giờ mình đâu có biết thực tế ở trong đó như thế nào, mà bây giờ cái thực tế ở trong đó có như thế nào đi nữa đó thì nó cũng ảnh hưởng tới mình. Mà thực tế nó có đi thế nào đi nữa đó thì cái người đó người ta làm nó cũng có phước, nó cũng có công phước nhiều thì nó cũng có phước ít, rồi nó còn đỡ hơn cái gì quý vị, đỡ hơn chụm năm chụm ba lại mà chúng ta nói cái điều này nói cái điều kia mà nó không có đúng đó. Thành ra quý vị có nhiều khi bị vướng vào những nghiệp đó, mà chúng ta bị vướng vào những cái sự mà ngăn cản đó đó. Rồi chưa nói nếu mà cái tâm người nào mà chậm làm điều thiện thì coi như là cái ý sẽ ưa thích điều ác đó. Thì nếu mà mình không đi làm những cái điều thiện thì quý vị thấy sao? Phải mà mình chụm lại đó thì mình nói cái chuyện này chuyện kia, nói cái chuyện sớm trên sớm dưới, thì cái điều này thì chúng tôi nói thật sự chúng tôi thấy rằng đối với cái khẩu nghiệp đó mình rất là dễ bị quý vị đó. Thành ra khi mà chúng ta biết được những cái điều, những cái nghiệp mà do cái khẩu của mình đó, thì mình sẽ từ bỏ cái lời nói dối. Hãy cái gì mà mình thấy mình nói thấy, cái gì mình không thấy mình sẽ nói là không thấy đó. Rồi bây giờ đó đến cái sự mà nói về nói hai lưỡi, có nghĩa là nói về chia rẽ.
Thì bây giờ chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ đi. Nếu mà ai đó người ta chia rẽ mình, ai đó người ta ngồi, người ta mà chia rẽ ở gia đình mình, hoặc là chia rẽ mình và bạn mình, hoặc là mình và những người ở trong gia đình của mình, thì mình cũng đau, mình cũng đau khổ. Mọi người người ta cũng bị cái đó, người ta cũng đau khổ. Thành ra đó, bây giờ đó, mà mình chia rẽ người ta, người ta cũng đau khổ. Mà cái sự đau khổ đó đó, rồi mình có được vui không? Không có được vui. Vì cái đó, đó nó khổ mà người ta tưởng vui, nó khổ mà cái người đời á, người ta nghĩ cái chuyện đó là vui. Chứ thật sự ra đó, mình coi lại ở trong kinh điển đó, quý vị thấy rằng có những người, người ta nói những cái lời chia rẽ đến nỗi mà khi mà người ta nhớ lại, người ta nghĩ lại á, người ta hối hận đến nỗi mà người ta buồn đến nỗi mà bể tim, đến nỗi mà bể tim chết, bể tim chết luôn đó quý vị. Hoặc là ở trong cái thời nay cũng có rất là nhiều cái câu chuyện, nhiều cái câu chuyện mà quý vị thấy có những người, người ta chia rẽ cái người này người kia, thấy người ta đang chuẩn bị có cái đà được nổi tiếng, rồi mình nói người ta là cái người mà như thế này như thế kia vân vân, đến nỗi mà người ta tự tử, đến nỗi mà người ta buồn, mà người ta sốc quá, người ta bị rúng động quá, thành ra người ta dẫn cái sự tự tử luôn. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình biết được, mình biết được cái hậu quả đó đó, thì mình sẽ phát nguyện là mình không nói lời chia rẽ, hoặc là mình tu tập làm sao mà mình có cái chánh niệm. Mình nghĩ rằng có cái chánh niệm là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình nghĩ rằng là lời nói đó ra đó làm chúng sanh nó đau khổ rồi mình có lợi ích gì hay không? Hoặc là đối với cái lời nói độc ác cũng vậy quý vị. Những cái điều đó đó, cái người mà người ta có cái sự suy nghĩ, cái người mà người ta có cái suy nghĩ, bây giờ mình nói ra đó, bây giờ thí dụ như bây giờ đó, chúng tôi nói cái điều đó ra, mà nói làm sao mà nặng, lựa cái lời làm sao mà nặng, mà cái chúng sanh đó mà nghe xong rồi coi như là nghe xong rồi là tức chết, chết thôi, thì cuối cùng thì mình sao quý vị? Người ta chết thì mình cũng mang nghiệp, hoặc là khi mà người ta chết đó, rồi mình đứng ở đó đó, mình cũng không có cầm được nước mắt, mình mình cũng không có chạy được cái tội đó, đối với cái lực nhân quả. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ lại những cái điều này đó, thì trước khi nói thì chúng ta sẽ chặn lại được những cái lời nói độc ác. Thật sự ra đó quý vị biết những cái điều này á, khi mà nói nhắc đến những cái điều này đó, chúng tôi rất là nhớ tới Hòa Thượng Ân Sư. Khi mà chúng tôi mà có làm cái gì đó, Hòa Thượng tối giờ này Hòa Thượng hỏi còn làm gì không, rảnh không, lên Hòa Thượng nói cái điều đó nói không có đúng, cái điều nói như vậy không có được, mai mốt phải bỏ những cái điều đó và phải ráng nói làm cái gì mà nó làm cho thông cảm đến tâm, đi thẳng vào tim của con người, vân vân. Quý vị biết rằng hầu như là chúng tôi ở gần Hòa Thượng đó, chúng tôi không có thấy hình như là không có thấy những cái hình ảnh mà Hòa Thượng mà chỉ tay vô một người nào đó và nói những cái lời mà cũng như là cay đắng, mà những cái lời mà xé nát tâm gan người ta. Thành ra đó thì thật ra đó thì chúng tôi nghĩ những cái hình ảnh đó đó làm cho mình phải ráng mình học theo, mình phải học theo. Thật sự ra những cái đức tính đó đó, khi mà mình được thân cận với những cái bậc đó đó, thì những cái đức tính này mình cần phải được học tập. Thì ở trong kinh đó, mình học được ở trong kinh rồi, nhưng mà đối với mình ở gần những cái vị trưởng lão như vậy đó, là giống như là lúc mà mình lên thi vậy đó, giống mình học ở trong kinh thì giống như là mình học mỗi ngày ở trong cái học đường. Rồi khi mà mình ở gần với những vị hòa thượng đó thì giống như là những cái kỳ thi của mình để mà thi tốt nghiệp vậy đó. Đó. Rồi đối với cái lời nói vô ích đó, quý vị thấy rằng cái lời nói vô ích này á, thì thật sự ra đó là quý vị biết rằng á, nếu mà mình học vi diệu pháp á, là cái lời nói vô ích này á, lời nói nhảm nhí này nè, quý vị biết là do đâu nó tác động đến không? Do si phóng vật nó tác động đến. Mà hãy mà nói về si phóng vật á, là coi như là
tâm đạo A-la-hán mới đoạn trừ được. Thành ra có nhiều người ta nói là tâm đạo A-la-hán mới đoạn trừ được, giờ chưa có A-la-hán xong mà bỏ được cái lời nói phóng dật, quý vị. Bỏ được, bỏ tạm thời, có nghĩa là chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta có cái chánh niệm để mà chúng ta không nói những cái lời vô ích, không nói những cái lời nhảm nhí. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị thấy rằng mình muốn nói nhưng mà không nói, muốn nói nhưng mà không nói, để làm chi? Để giữ tâm mình ở trong cái đề mục mình tu tập, hoặc là cái tâm mình chú vào những cái công việc, hoặc là những cái câu Phật ngôn. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng có cái đám mát, có nghĩa là giải tâm, giải tâm, tâm mình nó muốn nói, mình suy nghĩ lại cái lời nói đó nhảm nhí, không nói, cái lời nói đó vô ích, mình không nói. Chứ không phải là có những người ta nói rằng là đối với tâm đạo, tâm đạo tứ đạo mới đoạn trừ được si phóng dật, mà si phóng dật nó tác động lên, nó làm cho mình nói những cái lời nhảm nhí. Bây giờ mình chưa có tứ đạo rồi sao mà mình đoạn trừ cái lời nói nhảm nhí, cái lời nói vô ích. Thật ra đó là mình quên đi Đức Phật còn dạy mình cái phương pháp dạy tâm sao, cái phương pháp mình dạy cái tâm của mình là mình không nói những cái điều đó. Thì quý vị thấy rằng đối với cái khẩu nghiệp này, nói dối, nói chia rẽ, nói đâm ọc, nói vô những lời nhảm nhí, thì những cái khẩu nghiệp này chúng ta đừng có tưởng, chúng ta đừng có tưởng là cái chuyện thường. Có nghĩa là mình đừng có tưởng là những cái lời nói đó mà nó không đem đến cái hậu quả, cái hậu quả cay đắng. Quý vị, quý vị thấy rằng đừng có nói mà cái hậu quả mà cái lời nói, quý vị thấy không, có những cái ánh mắt liếc thôi, liếc thôi, mình liếc người ta thôi, cũng như cái nàng mà Banh Chá Ba Bi đó, đó chỉ có liếc thôi mà liếc nhầm một cái vị sa môn, mà một cái vị sa môn đó là Đức Phật độc giác. Thành ra chỉ có cái liếc trừng mắt vậy đó, trừng mắt vậy thôi mà đời sau sanh ra làm một cái con người con gái có năm cái tướng xấu. Bà Quý Sa Kha đó là coi như là luôn luôn nói những cái lời dịu ngọt, luôn luôn nói những cái lời dịu ngọt. Thành ra đó, cộng với những cái thiện nghiệp khác nữa, thành ra bà Quý Sa Kha sanh ra đó có năm cái tướng đẹp, tóc đẹp, thịt đẹp, rồi tướng đẹp, rồi xương đẹp, vân vân. Đó, tạo những cái thiện nghiệp, thành ra có năm cái tướng đẹp của cái người phụ nữ. Còn cái người này chỉ có liếc thôi, chỉ có liếc một cái vị sa môn, mà một cái vị sa môn đó là một vị Phật độc giác. Thành ra đời sau sanh ra làm cái người con gái mà có năm cái tướng xấu. Đó, thành ra ở đây đó chúng tôi nói rằng là có nhiều người ta nghĩ rằng là cái lời nói của người ta là nó không, cũng như là cái nó không có tạo cái nghiệp. Thật sự ra đó, để mà mình có cái sự mà cố ý mình nói những cái điều đó thì nó sẽ những cái nghiệp. Có em và nếu mà nói những cái lời nhảm nhí mà cứ ngồi mà nói những cái lời nhảm nhí cái kết quả làm sao, thì lâu ngày, lâu tháng, lâu năm cái tâm mình nó phóng dật nhiều, mà nó phóng dật nhiều đó, mà nó cộng với những cái nghiệp bất thiện nữa đó, ở trong những cái đời sống sau á, nó cho mình thành cái người gì, quý vị thấy không? Đời này có những người bị liệu, nó đang cầm cái rổ trứng đi bán, người ta kêu liền, cái là coi như là liền liền đó, mà người ta kêu liền liền đó. Thành ra đó, những thật sự ra đó thì thấy rằng ngay mà mình phải biết rằng là ở trong quá khứ do mình phóng dật nhiều quá, cộng với những cái nghiệp bất thiện mà mình phóng dật nhiều nữa đó, thành ra bây giờ nó gom lại, nó mới làm cho mình là bị liệu, bị cái tâm mình nó yếu, quý vị. Thành ra người ta vừa kêu cái gì cái là mình làm cái đó liền, kêu quăng là quăng, kêu liền liền, kêu kêu đập bể là đập bể đó. Thành ra quý vị nó cũng có cái sức mà nó hại mình một cách khủng khiếp đó. Rồi chưa nói nếu mà mình mà bị vướng vào những cái trường hợp đó, mình rất là khó tu tập, sao mà mình ngồi mình nghe giảng mình chăm chú được đó. Thành ra những cái khẩu nghiệp này nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ khéo gìn giữ, chúng ta dạy tâm chúng ta lợi, chúng ta không cần nói chúng ta sẽ không nói. Rồi kế tiếp là trí nghiệp,
À, đến ý nghiệp quý vị. Ý nghiệp á là tham. À, có cái ý quý vị là tham đó. Cái thuộc về mình, thành ra từ cái ý tham đó nó mới tác động đến mình nói những cái lời này lời kia, đặt chuyện hoặc là bài mưu sâu kế độc đồ vân vân đó, hoặc là có người ta nhìn những cái chúng sanh đó người ta muốn cũng như là muốn hại, muốn đả thương, cái ý người ta khởi lên như vậy, muốn hại, muốn đả thương đó. Nhưng mà đối với cái ý tham ác á, sân ác á, nó còn chưa bằng cái ý mà tà kiến ác quý vị đó. Chúng ta thấy rằng đối với cái người á, cái người mà tà kiến ác đó, cái người mà có cái tà kiến ác đó, là có nghĩa là ở trong cái bài kinh này nói về cái gì quý vị, là có nghĩa là mình không có tin cái những cái người đó đó, người ta không có tin, không có tin về nhân, không có tin về quả, không có tin cái đời này đời sau, rồi không có tin cái sự thành tựu của cái đời sống tu tập, là có nghĩa là cái đời sống của những vị sa môn quý vị đó, thành ra có những cái tư tưởng đó nên gọi là những cái tà kiến ác. Mà quý vị biết rằng những cái tà kiến ác đó là nó thuộc về đoạn kiến, mà đoạn kiến là nó sẽ nhất định nó cho quả. Nó nhất định nó sẽ cho quả mình xuống một cái địa ngục rất là khổ. Thành ra đó, đối với cái đời sống tu tập đó, chúng ta làm cái gì thì làm, đừng bao giờ để mà mình vướng vô cái tà kiến ác. Vậy thì mình phải tu tập từ bỏ tham ác, từ bỏ sân ác, từ bỏ tà kiến ác, bằng cách là mình tu tập có chánh kiến, có chánh đạo, có chánh kiến, thì như vậy đó mình mới từ bỏ được những cái điều đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà một người đó kế tiếp thì chúng ta có cái đoạn kết. Khi mà một cái người á mà tu tập á, mà có cái hành thân hành, khẩu hành, ý hành mà đúng pháp, đúng chánh đạo, thì cái người đó đó là như thế nào quý vị? Có cái lòng từ, có cái lòng thương đến mọi loại. Nói chung là mình tu tập được thập thiện nghiệp rồi, mình tu tập được thập thiện nghiệp rồi á, thì lúc đó thì sao quý vị? Chúng ta đó, chúng ta có cái ước mong, hoặc là chúng ta có cái ước muốn, cái đời sống, cái do cái sự tu tập này nè, mình sẽ được sanh vào một cái đời sống nó sung túc hơn, một cái đời sống sung túc hơn. Cũng như là quý vị thấy rằng ở trong kinh có nói về hai cái người gia chủ mà có cái ruộng mía đó, cái người anh và người em đó quý vị. Chúng tôi nhớ ở trong cái câu chuyện ở trong quá khứ đó, chúng tôi quên cái tên của mấy cái vị đó rồi. Đó, thì cái người em khi mà cúng dường mía cho Đức Phật Độc Giác rồi đó, nguyện do cái sự cúng dường này là đầy đủ tài sản của nhân loại, đầy đủ tài sản của chư thiên, và sau đó sẽ gặp được bậc thánh nhân tu tập để mà chứng đạo quả giải thoát đó. Thì còn cái người anh thì khi mà được nghe người em kể là cúng dường cái phần mía đó của mình cho Đức Phật Độc Giác rồi, và anh lấy cái phước lấy lại cái tiền lấy phước rồi sau khi cúng nguyện cái phước này để mà chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thành ra người anh thì trong cái đời sống sau chứng đắc đạo quả A-la-hán khi mà đi xuất gia. Còn cái người em là coi như là thành tụ tài sản của người, tụ tài sản của trời, rồi sau đó đến cái thờ Đức Phật Thích Ca của mình, Đức Phật Gotama, thì coi như là mới tu tập và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thành ra quý vị thấy rằng ở đoạn kết của cái bài kinh này đó, nói rằng là khi mà mình hành đúng pháp, đúng chánh đạo rồi đó, thì lúc đó mình mong ước khi mà mình mạng chung, mình tái sanh vào cái đời, cái vương tộc Sát Đế Lị, nói chung là mình thành tựu ở trong những gì mà nó sung túc của cõi người thì cũng được. Mà hãy mà
mình mà thành tựu mà những cái đúng pháp, đúng chánh đạo rồi, mình mong ước mình sanh về cái cõi trời, mình sanh về cái cõi trời đó, thì cũng được quý vị từ những cái cõi trời thấp nhất, cõi trời tứ đại thiên vương, cho đến những cái cõi trời Quan Âm, vân vân, thì cũng vẫn được. Bằng chứng là chúng ta cũng thấy ở trong pháp cú cũng có, ở trong pháp cú cũng có cái vị gia chủ đó. Nó khi mà thỉnh chư tăng lợi tụng kinh là chư thiên ở sáu cõi trời dục giới đứng chờ sẵn, chờ sẵn coi là coi như là bây giờ ông muốn về cõi trời nào đó, thì đâu phải là tự nhiên ông được vậy quý vị, do tu tập ông hành về đúng về đi theo cái con đường chánh đạo, mà đi theo cái con đường mà đúng pháp, thành ra quý vị thấy rằng lúc đó chư thiên lợi trước, chư thiên đến trước luôn. Rồi ở đây đó cũng Đức Phật cũng nói, nếu mà những cái vị gia chủ mà hành đúng pháp, đúng chánh đạo, thì coi như là với cái sự hành đúng này đó mà mong rằng mình sẽ đủ cái khả năng để mà đoạn trừ lậu hoặc với những cái thắng chí để mà chứng ngộ chứng đạt ngay trong cái hiện tại này, giải thoát, tuệ giải thoát, vô lậu giải thoát, thì cái điều này cũng được. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà mình tu tập, mình hành đúng pháp, đúng chánh đạo, thì từ cõi người đến cõi chư thiên, và nếu mà muốn nữa, đầy đủ phước báo nữa, thì coi như là chấm dứt sanh tử luân hồi, trở thành bậc thánh nhân cũng được, là do mình hành đúng pháp, đúng chánh đạo, chứ không phải là do một cái đấng nào hết, không phải là do một cái quyền năng nào hết. Đó thì quý vị thấy rằng khi mà được nghe thuyết giảng như vậy rồi đó, thì các cái vị gia chủ này là coi như là mới tán dương Đức Phật, và cuối cùng đã xin quy y với Đức Phật, quy y với giáo pháp, quy y với tăng chúng đệ tử, là mong Đức Phật chứng minh nhận họ làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung, trọn đời quy ngưỡng Tam Bảo. Thì quý vị thấy rằng ở trong hai cái bài kinh này đó, thì như hồi lúc đầu chúng tôi nói, nội dung thì giống nhau, chỉ có khác là ở quốc độ thôi. Hai cái quốc độ nó khác nhau thôi, nhưng mà nội dung nó giống nhau, thành ra mới được gặp chung trong cái buổi học ngày hôm nay. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái bài học này thì con xin được thuyết giảng với những cái lời như vậy, và bây giờ xin được kết thúc cái thời giảng. Con xin dâng phút này đến chư tôn đức tăng, những bậc ân nhân của chúng con, và cũng xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và hồi hướng cái phước này đến chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới uốn lôi, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thú cái trường thì không tính. Bạch thưa tuệ siêu, trường tọa có ở trước máy và trường tọa nghe được không? Nếu trường tọa tuệ siêu còn ở trước máy, xin trường tọa khoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi trường tọa tuệ siêu, trường tọa có nghe được không? Trường tọa tuệ quyền ấy, trường tọa tuệ quyền có mặt ở trước máy và trường tọa tuệ quyền nghe được không? Dạ. Thưa tôi, tự quyền, chúng ta thấy có nhiều trường học ở trong Tam Tạng Pali, ở trong Kinh Đạng, thì có những bài kinh tương đối là trùng lập về nội dung, mặc dù khác nhau về duyên sự. Trường học mà hai bài kinh mà chúng ta đang học, bài kinh số 41-42 là một thí dụ. Ở trong hai bài kinh này thì nội dung về nói về con đường dẫn đến cảnh giới đau khổ, còn dẫn đến cảnh giới hạnh phúc thì giống nhau. Nhưng mà khi kết tập Tam Tạng thì Tôn giả Ananda vẫn thuật lại cả hai trường hợp, hai bài kinh, và thậm chí lặp lại trước sau sát với nhau. Và khi mà các vị mà trùng tụng những cái kỳ trùng tụng sau này đó, thì các vị cũng không bỏ ra, không lược bớt. Cái mà không lược bớt như vậy mà vẫn giữ để và vẫn giữ nguyên, mà đôi khi mà nó vẫn còn có tất cả nó hơi dư thừa nữa, thì
Thì điều này cho chúng ta thấy gì về đặc điểm của tâm tạng Pali? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Sư Huynh. Nam mô Bụt Tha, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sa Khai, Giá Dư Thưa, để chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Ngài Sư Phụ Thị Siêu, Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Phật tỉnh, để Đức Tự Tri Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật tử. Giờ quả thật thì nếu chúng ta đọc kinh văn á, mà chúng ta không có cái chịu khó một chút xíu đó, thì chúng ta khó đọc. Điều thứ nhất là nó được lặp đi lặp lại. Thí dụ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì thay vì nó mắt, nó tai, nó mũi, nó lưỡi, thân và ý, thí dụ như một câu kinh, thí dụ như ta không thấy một sắc nào khác, này các thầy tỳ kheo, xâm chiếm và cự trị tâm của người đàn ông bằng sắc, bằng thinh, bằng khí, bằng vị, bằng xúc, bằng pháp của người, người đàn bà. Thì kính thưa quý vị, và ngược lại cũng vậy, sắc, thinh, khí, khí, vị, xúc của người đàn ông xâm chiếm và cự trị tâm của người đàn bà bằng sắc, thinh, khí, vị, xúc của người đàn ông. Thì thay vì nói vậy, nhưng không, ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông bằng sắc, thinh, khí, vị, bằng người đàn bà. Và cứ như thế trùng lại như vậy. Thay vì nói theo đời của chúng ta thì kêu chúng ta gom lại để mà chúng ta nói một lần. Nhưng ở kinh văn thì nó khác. Và cũng như thế thì có những bài kinh chúng ta thấy nó chỉ khác nhau ở một vài cái ý niệm, khác nhau có một vài cái mục đích hay là cái nội dung một chút xíu thôi, chỉnh sửa một nội dung một chút xíu thay vì gộp lại. Mà tại sao để nguyên như vậy? Thì ở đây nói lên một cái giá trị mà các bậc A La Hán, các nhà khích tập tâm tạng lần đầu tiên, coi như là chúng ta gọi là chư vị hiền thánh tăng đó muốn giữ nguyên cái giá trị mà Phật Ngài để lại. Đây là một điều khi mà Ngài nói thì Ngài cũng nói từng từ, từng ngữ, từng điều như vậy để cho chúng sinh nghe. Và ai có sự thể nhập, ai có cái tâm đối với Pháp, ai có cái tâm cầu Pháp, thì người đó rất là chuyên chú, dù cho có như thế nào, nhưng vị đó cũng sẽ có cái tâm thành, có cái tâm kính, có cái tâm cầu để được nghe, được học, để được biết, dù cho dài hay là ngắn. Thì kính thưa quý vị, ở đây Đức Phật Ngài cũng, cái này theo thiện ý, Đức Phật Ngài cũng muốn nhắc cho chúng ta, do chúng ta được lặp lại, thì do cái tưởng tri của chúng ta nhớ, cứ lặp lại như vậy, thì mưa dầm thấm đất. Thì nghe riết rồi nhớ, nghe riết rồi hiểu. Bắt đầu không hiểu thì qua cái thứ hai, cứ dập đi, cứ dặn đi dặn lại, nói đi nói lại. Thì kính thưa quý vị, sẽ được hiểu được rất là nhiều. Thì đây là một điều mà nếu như chúng ta, mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta cảm thấy nó mới rất là một điều, nó rất là quan trọng. Cho nên hiểu, nếu mà hiểu về cái kinh văn thì chúng ta mới thấy đó, đấy là một điều mà hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp, mà chúng ta nghĩ không có phải đơn giản, không có bình thường đâu. Nếu chúng ta có cái tâm tu, có cái tâm cầu học thì coi nó chỉ nói đó là không, nó là một cái việc gì cả. Cho nên đây chính là chúng ta thấy nó có những cái bài kinh, nó có những cái sự đổi thay, hay là rồi ngày hôm nay á. Kính thưa quý vị, nếu mà lược bớt từ ngày xưa mà lược thì đến bây giờ không còn cái gì gọi là giá trị nguyên thủy hết. Mà đã đạt như vậy, đang coi như là quy nguyên như vậy rồi, mà ngay cả ở bên viện nghiên cứu ngày hôm nay cũng còn có dự tính đổi thay, từ ngữ đổi thay lung tung hết. Cái điều đó thì nó có nhiều nó có hai cái nhóm người. Một nhóm người thì bảo vệ, bảo thủ, một nhóm người tức là các vị thì kiểu yêu cầu phải làm như vậy cho nó, gọi là nó phù hợp với cái thời đại như nào. Thì kính thưa quý vị, nói từ kinh văn nó vượt ngoài cái thời gian, nó vượt ngoài cái suy nghĩ của con người. Cũng như chúng tôi thường nói, chúng ta không có dùng cái trí tuệ ngu si phàm phu của chúng ta mà chúng ta nói đến cái chuyện kinh văn của Phật được.
À, trong kinh nói vậy nó tối nghĩa quá, thì giải thích cho nó rộng ra. Nói như vậy tối nghĩa quá có nghĩa là nói như rằng chúng ta so sánh một cách ngu si vô cùng đối với những ai mà nói như vậy. À, trong kinh ghi như vậy nó tối nghĩa, cho nên vì vậy tôi phải giảng, tôi phải giải như thế này như thế kia. Nếu như vậy thì chúng ta không có cẩn trọng, chúng ta không biết kinh pháp. Cái kinh văn đó là ai nói? Phật Trí đó, Phật nói đó, rồi chư hiền thánh tăng đó thực nghiệm, thực hành và thành tựu đó. Rồi chúng ta cái trí phàm phu nó ngu si và nó hạn hẹp, mà chúng ta có sự so sánh, chúng ta chưa có hiểu biết được thì chúng ta để đó, hay chúng ta có sự hoài nghi thì chúng ta giữ đó đi, chứ chúng ta đừng có nói ra. Cái sự hoài nghi đó chính là cái tâm, cái cốt căn của con người, không ai nói. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải có một cái điềm tĩnh, phải có một cái tỉnh giác một chút xíu. Chúng ta phải nhớ rằng cái điều mà chúng ta nói ra vô tình là chúng ta chống trái lại với Đức Phật, với các bậc thầy, thì chúng tại sao chúng ta lại nói? Đó là sự ngu si của chính mình. Cho nên vì vậy, là một người hiểu biết, là một người có cái tâm đối với đạo, nó có cái tâm kính pháp, thì người ấy sẽ hiểu biết rằng những cái chuyện mà trùng lập hay hoặc là nhắc đi nhắc lại, thì hay hoặc là cái duyên khởi nó cái nội dung nó khác, mà cái duyên khởi nó, xin lỗi, cái duyên khởi mà nội dung nó giống, hay là duyên khởi nó cũng trùng trùng, cái nội dung nó cũng trùng trùng, tại sao chúng ta không ghi cùng một lúc? Thì ở đây muốn giữ lại một cái nguyên nguyên, một cái giá trị tuyệt đối, mà gọi là như thế thì mà chúng ta gọi là như thị ngã văn được, thấy và nghe như thế. Chứ bây giờ đổi, bây giờ sửa, bây giờ chỉnh, để cho nó đừng có bị trùng lại, đừng có bị lặp lại, thì chúng ta gom lại đi, thì một người sửa thì người thứ hai cũng sửa, người thứ ba cũng sửa, các cái lớp đệ tử về sau cứ sửa cứ nói, cứ theo cái sự suy nghĩ của chính mình, thì bạn chẳng biết quê hương là chốn nơi nào, chẳng biết quê hương nguyên thủy uy nguyên của lời Phật dạy nó ở chốn nơi nào. Kính thưa quý vị, nếu nói trên tinh thần tu tập thì chúng ta thấy chúng ta rất là trí ẩn đối với các bậc tiền bối. Các ngài đã thừa y kinh nhất tự, từng câu từng cú từng lời dạy của Phật để cho tới chúng ta ngày hôm nay, như là thổi nào, như là Phật hiện sinh đã giảng cho chúng ta nghe những bài kinh như thế. Kinh Bạch Thượng Tọa đây chính là cái sự trình bày, sự suy nghĩ của chính con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh Thượng Tọa cùng với ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Sau thú cái chuyện Thượng Tọa thì quyền một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa từ xíu, Thượng Tọa có chiếc máy và nghe được không? Dạ. Bạch Thượng Tọa từ xíu ở đây có một câu đó là ở đây chúng ta thấy đó là thường thường trong Phật ngôn nó không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành thanh tịnh tâm ý là lời dạy của chư Phật, thì mình thấy rõ ràng là không làm các việc ác và tu tập các hạnh lành là hai điều khác nhau. Nhưng mà trong bài kinh mà nói về thập thiện, và thập thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, vân vân, thì ở trong thập thiện nó có cái nghĩa là không làm các việc ác. Thì như vậy không làm các việc ác và làm việc lành á, nó phải là một hay không, hay là nó là hai việc khác nhau? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa. Anh Nam Mô Bụt Tha Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được không? Ở đây trời mưa,
cho nên nó ồn ào. Tôi sợ e rằng quý vị nghe không rõ. Ở đây trong con hỏi thảo luận số 3, thường gọi cho đang hỏi thập thiện được giải thích là không làm thập ác. Vì gì không làm điều ác có đồng nghĩa với làm các việc lành không? Xin thưa rằng là mười điều kusala patha, kusala kam patha, tức là thập thiện ở đây phải là thiện nghiệp đạo. Chúng ta phải xài thiện nghiệp đạo. Còn ở trong 10 điều vui nhất cái điều có thuốc, tức là thập phước hành tông hay là phước nghiệp sự, cái đó mới là 10 điều như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hội ứng phước, tuyển phước và ca chánh chi kiến. Cái đó mới gọi là làm các việc lành. Không làm điều ác á, thì chỉ có nghĩa là từ bỏ cái sự sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói độc thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói vô ích, từ bỏ tham ác, từ bỏ sân ác, từ bỏ tà kiến ác. Sự từ bỏ 10 điều ác như vậy đó thì được gọi là không làm các việc ác. Cho nên ở đây chúng ta mới có cái câu Phật ngôn là sapapa passa akarnam kusala sova sapada sacitta pariyoga panang etam buddhana sasanam. Không làm các điều ác thực hiện các việc lành giữ tâm ý trong sạch, đó là lời dạy chư Phật của chư Phật. Thì cái chữ mà không làm các điều ác đó là chỉ mới có từ bỏ thân ác, từ bỏ khổ ác, từ bỏ ý ác. Còn làm các hạnh lành thì là phải là 10 cái phước nghiệp sự mới được. Cho nên cái chuyện chúng ta thí dụ như là cái việc mà người nông dân họ phát quang sạch cỏ, cỏ dại ở trong ruộng vườn, phát quang cỏ, cỏ dại, nó không đồng nghĩa với cái việc mà
quê lợi trồng quả màu. Trồng quả màu á thì mới có mà ăn, mới có để mà bán để lấy tiền, kiếm tiền. Còn nếu mà bác nông dân đó chỉ có cái là có dại mọc ở liếp đất này, ở cái liếp đất kia, rồi bác làm cho sạch sẽ, quang đãng, thì chỉ là mới sạch cỏ thôi, nhưng mà nó không đem lại quy lợi cho bác. Cũng vậy, nếu mà mình từ bỏ cái điều ác thôi, thì những cái phước khác chúng ta không có được, như là cái phước bố thí, cái phước tu thiền, cái phước cung kính phục vụ thích pháp thuyết pháp, còn phước tiện phước, cái phước đó chúng ta không có. Rồi chúng ta sẽ hỏi rằng nếu vậy tại sao ở đây khi mà các Bà La Môn gia chủ hỏi Đức Phật do nhân gì duyên gì mà chúng sanh bệnh chung, sau khi ta gọi mình chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, và do nhân gì duyên gì một số loài hữu tình sau khi ta gọi mình chung được sanh vào thiện thú thiên giới đời này. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy là do hành phi pháp, hành bất chánh, còn do nhân, do hành đúng pháp, hành chánh đạo. Ở đây một số hữu tình được sanh về, sanh về cõi trời, thì lúc đó Đức Phật Ngài mới giải thích có ba cái thân hành phi pháp bất chánh, có bốn cái khổ hành phi pháp bất chánh. Vì ở đây đó, khi mà Đức Phật Ngài nói đến cái gọi là thân hành, khẩu hành, lý hành, đúng pháp và chánh đạo, hoặc là thân hành, khẩu hành, ý hành, phi pháp, bất chánh, thì Ngài phải nói đến cái việc mà từ bỏ chân ác hạnh, khổ ác hạnh, ý hạnh. Còn như ở một nơi khác, khi đề cập đến cái nguyên nhân, cái sự kiện để tạo thành cái công đức vừa nhắc cái dấu thú, thì Đức Phật Ngài mới thuyết về phước nghiệp sự. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng cách nào thì cũng là thiện pháp, mà chính do cái thiện pháp đó được sanh về cảnh giới an lạc, hoặc là chính do cái bất thiện pháp đó mà sanh về cảnh giới khổ đau. Một người từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, với cái sự cố ý từ bỏ, thì người này
đã thành tựu bởi cái hạnh lành, hoặc là một người bố thí trì giới tu thiền, thì người đó tạo cái phước cũng sanh về khổ trời, tạo cái hạnh lành. Và ở đây đó, chúng ta cũng nên biết thêm một điều nữa là một người có cái tấm lòng hào phóng, bố thí chia sẻ người khác, với bạn bè, với người đau khổ v.v. Nhưng mà người đó thân sắc sanh trầm cấp, thì như vậy sau khi thân bài mạng chung, họ phải sanh về khổ cảnh. Cái phước bố thí không chưa đủ, mà phải từ bỏ cái điều ác. Cho nên ở đây Đức Phật phải nhấn mạnh ở, nhấn mạnh ở cái điểm là từ bỏ các việc ác gì. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Thắng như thế. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Thầy Siêu. Bác Thượng Tọa Thầy Siêu câu này á, đã hỏi Thượng Tọa Thầy Quyền rồi, nhưng mà bây giờ thì xin được đọc lại để hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu cũng khác hơn một chút á. Là có một điều chúng ta thấy là trong Tam Tạng Pali á, có rất nhiều bài kinh hay trùng lập. Thí dụ như là nếu mà chúng ta lọc bớt lại đó, thì chúng ta chỉ cần kinh Đại Niệm Xứ ở trong Trường Bộ, mà chúng ta không có cần kinh Niệm Xứ ở trong Trung Bộ. Hoặc giả là có nhiều đoạn ở trong kinh Diệu Pháp Luân đã đủ rồi, nhưng mà những đoạn khác ở trong Tăng Chi và trong Tương Ưng thì chúng ta vẫn thấy nó trùng lập với kinh Diệu Pháp Luân. Thì như hai bài kinh 41, 42, 42 này nội dung hoàn toàn giống nhau, chỉ duyên sự khác thôi. Nhưng mà khi Tôn Giả Năng Đa kết tập thì Ngài cũng lập lại đủ. Và vì sau này cũng không có một cái nỗ lực nào để lược bớt, để bỏ bớt, và vẫn giữ nguyên. Thì Thượng Tọa có nghĩ rằng cái việc mà giữ nguyên như vậy nó không phải nói lên cái tinh thần bảo thủ ở trong sự gìn giữ cái sự nguyên nguyên của Tam Tạng kinh điển không? Xin kính trình ý kiến của Thượng Tọa. Điều này ở trong câu hỏi Thượng Tọa nhất, thì tôi chắc chắn đã có trả lời rồi. Tức là điều này nói lên tinh thần bảo thủ gìn giữ sự uy nguyên của giáo pháp của Tam Tạng kinh điển Pali. Chúng tôi chỉ nói thêm một chút là như thế này. Mặc dù là sự trùng lập, nhưng khi mà tường thuật lại những cái giai thoại thuyết pháp của Đức Phật đó, cho chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sinh nam, sinh nữ, mà đến cái chỗ nào Ngài thuyết bài pháp đó với bài pháp ở đằng kia, cho hai hoặc ba nhóm người rồi mình hậu tấn về sau mình lượt bớt, mình chỉ lấy có một thôi, thì như vậy thấy rằng là cái sự hoằng pháp của Đức Phật rất rất hạn chế. Nhưng mà giờ
chúng ta thấy ở chỗ này cũng thuyết, chỗ kia cũng thuyết duyên sự gì, rồi ngài thuyết, thì chúng ta thấy rằng cái sự hoàn pháp của Đức Phật là mở rộng. Một điều nữa là khi mà chúng ta chỉ có nghe một cái đề tài, ví dụ như tứ diệu đế ở một bài kinh, rồi tự nhiên chúng ta không nghe nhắc tới ở đâu đó nữa ở trong tâm tạng, thì như vậy chúng ta có cảm giác rằng vì cái pháp môn này nó không có quan trọng, cho nên Đức Phật chỉ thuyết một lần thì chúng ta hiểu sai nữa. Chúng ta hiểu sai nữa. Cái điểm thứ ba là chúng ta nói đến tinh thần gìn giữ Phật môn, truyền thừa giáo pháp, hay nói cách khác tức là cái sự bảo thủ, sự nguyên của giáo pháp, của tâm tạng. Thì đó là ba điều mà chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị. Vì sao ở đây có hai bài kinh có cùng nội dung? Mặc dù khác chưa duyên sự, nhưng mà lúc kết tập tâm tạng và trùng tụng thì vẫn được kết tập và trùng tụng. Theo chúng tôi thì có ba cái lý do đó. Xin tỉnh thường tội giáo trắng trở lại. Sa thủ kính chân trường đạo thầy siêu bạch chi đưa tôn đức và thượng quý phật tử, xin được thưa một điều rằng mười pháp gọi là thập ác và thập thiện này thật ra rất là phổ thông, phổ thông đến nỗi mà chúng ta mới nghe mình nghĩ mình hiểu rồi. Nếu không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không được không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói chia rẽ, không tham ác, sân ác, tà ác, không vân. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra thì tất cả chúng ta đều cần đọc kỹ, đọc rất kỹ về định nghĩa của Đức Phật. Cái khổ của chúng ta đó là chúng ta đọc mang máng, rồi đôi khi chúng ta áp dụng không có đủ. Mà Đức Phật, Ngài là một bậc thầy, một người cha, một đấng từ phụ, chúng ta Ngài dạy kỹ lắm. Ngài dạy không có mơ hồ. Chúng ta thì nói mơ hồ, thật ra người giải thích thế này, người giải thích thế kia, đôi khi mình lại không có nắm vững. Nếu quý vị nào mà tu tập thật sự, chúng ta rất nên đọc kỹ và ghi lại điều này. Những điều này ví dụ như ba thiện hành thì Ngài dạy thế nào là không sát sanh. Thì Ngài nói là ở đây này các gia chủ có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, từ bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu thịt. Tức là mình không có sát hại sinh vật, không có đả thương các sinh vật, và chẳng những vậy mà sống với cái tâm từ thương xót tất cả loài hữu thịt. Đó là cái tinh thần không sát sanh. Không trộm cắp là từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho. Bất cứ tài vật gì của người khác tại thôn làng hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy. Cái gì cũng được cho thì mình không lấy. Thí dụ như của rơi, người ta đâu cho mình á. Của rơi có khi người ta trở lên, người ta lượm lấy. Mình nói ồ, cái của rơi là của vô chủ, mình lấy. Cái đó là trộm cắp. Rất nhiều khi có những người họ lên rừng, họ đốn củi, họ
đúng những cái gỗ cao lớn, họ nghĩ rằng cái này của trời của đất không mình ai muốn lấy lấy. Nhưng mà kỳ thật đó, cái người mà hiểu cái giới không trộm cắp là cái gì không cho mình thì mình không lấy. Lấy không lấy cổ không cho, cái điều này rất là hay. Rồi không có tà hạnh đối với các dục, là không giao cấu với người nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ, có anh che chở, có chị che chở, có bà con, hoặc là những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thời xưa bên Ấn Độ thứ thì người phụ nữ mà chưa có gia đình hay là không ra đời thì họ không có trang sức bằng vòng hoa. Mà khi họ trang sức bằng vòng hoa đó, tức là một cái biểu hiện, một biểu hiện ví dụ như họ đi trong một buổi lễ hay họ tham dự cái gì họ trang sức, chứng tỏ là người đó họ thuộc về là người phụ nữ có gia đình, hay là họ thuộc về một cái họ đang đóng cái vai trò nào ở trong cái nghi lễ. Nói chung là không nên đụng đến. Thành ra cái việc mà qua lại với một người mà người đó có một cái thân thế, và thân thế có liên hệ đến những người khác như liên hệ cha mẹ chồng vợ, đó cái đó gọi là tà hạnh. Rồi khi mà Đức Phật ngày dạy về bốn là khổ hành thì thế nào là nói dối, ngày dạy rất rõ. Có người từ bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, đi đến chỗ tập hợp hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi dẫn ra làm chứng, dẫn ra làm chứng và được hỏi, hãy nói như gì ông biết. Nếu người đó nói tôi biết, nếu người ấy biết thì người nói tôi biết, mà người đó không biết thì nói tôi không biết. Thì ở đây cái lời nói, cái lời nói mà chúng ta gọi là nói dối á, là cái lời nói đối chất, người đó làm chứng. Mà cái lời đối chất này đó, mà trong lúc người ta đối chất mà mình trả lời sai, có nghĩa là mình có cái cố tình nói sai sự thật. Thành ra cái lời nói dối đây đặc biệt là cái lời nói đối chứng, đối chất. Và lời nói hai lưỡi, từ bỏ lời nói hai lưỡi là nghe điều gì ở chỗ này, khi đến, không đi đến chỗ kia để nói sanh chia rẽ người này và người kia. Nghe chỗ kia không đến chỗ này để nói, và nói những lời hòa hợp, nói hoan hỷ và hòa hợp, lời đưa đến hòa hợp. Ngài ở đây có Ngài Rahula, Ngài có giải thích một điều đó là mình đừng có nghĩ là mình làm việc lành á, đơn giản là mình không nói chia rẽ. Mà mình làm việc lành á, ngoài chuyện không nói chia rẽ, mình còn khoan hỷ với lời nói kết hợp hòa hợp, mình còn tích cực nói lời hòa hợp. Thí dụ như hai người họ đang bất hòa với nhau thì mình giải thích cho họ hết bất hòa, họ đang giận nhau giải thích điều không giận nhau. Thành ra mình ở trong cái chuyện mình không làm, nó còn có cái làm, nó còn có cái tích cực ở trong đó nữa. Mà ví dụ như là không nói lời độc ác đã đành rồi, nhưng mà ở đây Đức Phật còn dạy là từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Rồi người đó nói lời nhu hòa, nói lời nghe lọt lỗ tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã đẹp lòng người, vui lòng nhiều người, nói như vậy. Khi mà mình nói cái gì đó mà mình nói làm cho mọi người hoan hỷ, cái đó nói. Ví dụ như là bây giờ nhiều khi mà mình nói mình rủa xả người này rủa xả kia, mình quan điểm ồ tôi nói đúng hay nói sai, chuyện nó phải đúng hay sai, nhưng mà mình nói mà nó làm cho người khác cảm thấy buồn bực, cảm thấy khó chịu, mình không có nói. Ví dụ như ngày xưa mà ông bà chúng ta dạy rằng có khách đến nhà thì mình không nên chửi con, không nên mắng con, hay là ở trong bữa cơm mà trời đánh tránh bữa ăn chẳng hạn, thì trong lúc đó mình nói những cái mình tránh nói là độc ác rồi, nhưng mà nói những lời gì mà cho nó đẹp đẽ, nó tao nhã, làm cho mọi người khoan hỷ, cái đó là một việc đó. Ở đây chúng ta thấy đặc biệt như là không nói vô ích, không nói giảm dưới vô ích, còn được nói rất là rõ là từ bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời nè, nói lên lời chân thật, nói lời nói có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói về luật, nói về những lời đáng được gìn giữ, vì nó hợp thời nên nó thuận lý, có mạch lạc, có hệ thống, có lợi ích lợi. Cái này chúng ta phải nghe cho kỹ. Nhiều khi mình nói Phật pháp, mình nói Phật pháp nghĩ là chuyện đó mình nói nó như vậy là đâu phải là vô ích, nhưng không,
mình nói chuyện kinh điển đó, mà nói phi thời, nói lung tung, lúc nào cũng muốn nói. Có những người mà nói Phật pháp, nói không đúng chỗ, không đúng thời, chỉ muốn chứng minh là mình biết Phật pháp thôi, dùng Phật pháp để cãi vã, thì cái đó cũng xem là nói vô ích. Dạ, thì khi mà mình nói mình không nói lời vô ích, nghĩa là mình nói nó về Phật pháp, về giới luật rồi, nói về thiện pháp là đúng rồi, nhưng còn nói lời đúng thời, nói về lời nói đáng nói, đáng được gìn giữ, nói có thuận lý, có mạch lạc. Dạ, tức là trong cái đề tài nói đã tốt rồi, mà trong cách nói cũng phải tốt được. Dạ, cách nói có lợi ích nữa, mà mình nói thế nào lợi ích, chứ không phải mình nói ra để gây gổ, mình nói ra để chứng tỏ mình giỏi, mình nói ra đụng đâu nói đó. Có nhiều người, thú vị, ví dụ mình nói về vấn đề bây giờ nói về COVID-19 chẳng hạn, thì phải ai nói COVID-19 cũng là nên nói hết. Có nhiều người nói ra nó kệ thôi, người nói ra nó không có đáng nói, mình phải nói đúng thời, đúng chỗ. Thì như vậy đó, là những điều này phải học rất là kỹ. Hay là nói về tham ác, sân ác, tà kiến ác. Dạ, khi mà mình thấy cái gì của người khác mà mình mong có cách nào để mình chiếm đoạt của mình, khởi ý tưởng đó là tham ác rồi. Dạ, ở đây này gia chủ có người không tham ác, không tham lam tài vật của người khác, và nghĩ rằng ôi mong rằng tài vật của người đó trở thành của mình. Lại có người không có tâm sân, không khởi lên hại niệm ý niệm, mong rằng những hữu tình này sống không hận thù, không oán thù, không nhiễu loạn, không an loạn, không an lạc, lo nghĩ tự thân. Khi nào mình thù oán người khác mà mình bực quá, mình mong cho người đó bị chết đi. Dạ, thí dụ mình nói lời rủa xả, nó mong người đó bị xe đụng chết đi chẳng hạn, thì ở trong nó có sân ác. Dạ, mình giận người ta là giận, nhưng mà mình trong cái giận đó mình mong mỏi người ta bị tán gia bại sản, bị chết, bị thương, bị tích, hay là mình nghe người ta bị tai nạn mình hạnh phúc, mình sung sướng, sung sướng khi gặp tai nạn, cái đó là tâm sân ác, tâm tạc, tâm hận thù. Mình đọc cho kỹ mình sẽ thấy chuyện này nó dễ lắm, thưa quý vị, ở trong rất là dễ. Và khi nó tà kiến ác, không tin nhân quả, không tin vào ân đức của cha mẹ, ví dụ như mình không có hiếu, rồi mình buông ra câu nói tại ông bà sống với nhau, bà sanh ra mình chứ đâu có ân đức gì, cái đó là tà kiến ác. Dạ, cái đó là tà kiến ác. Hay là mình lâu lâu mình ngồi mình phê bình, mình nhiều khi mình nói ô cô vậy chứ mấy người tu về chứ chỉ là sống dựa vào tính thí thôi, chứ cũng có ai được cái gì đâu, không ai chứng gì đâu. Mình nói nghe nó đơn giản vậy, nhưng mà đó là một thứ tà kiến ác. Thì nói chung thưa quý vị, cái thập thiện và thập ác mới thoạt nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà ở trong đó chứa đựng rất nhiều chi tiết, và những chi tiết này rất là cần để chúng ta tìm hiểu cho kỹ, để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Rất tiếc cho chúng ta là Đức Phật là một người cha mà dạy cho chúng ta là những người con của Ngài rất là kỹ, mà chúng ta đó thì lại ít có khi chịu lắng nghe kỹ lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng, đại lễ quý Ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện.
thiện công pháp hữu ân, đồng thừa tư công đức nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.